quay vòng chắc chắc đồng hồ quay vòng từng ngày bình thường chắc chắc đồng hồ quay vòng chắc chắc quay vòng chắc chắc đồng hồ quay vòng từng ngày bình thường ôi không gian quanh đây bao người tưởng rằng là thế đây thôi cho tôi đi ngay rời xa nơi đây ngày nắng đã lên cao đôi mắt hao gầy vì phố xa bởi các con rồi. Quá là ấn tượng. Thực sự là ba bạn làm cho không khí của ngày hôm nay lên rất là nhiều. Các con có thấy vui không? Có. Cười lên cho cô xem cái nào. Hình như đang mệt quá đúng không? Ok. À, cô thấy là đầu tiên là bạn ở giữa là bạn Bảo Vy. À, Bảo Vy ngày hôm nay trong một bộ trang phục rất là ấn tượng à, và cô thì rất là thích những cái cách con di chuyển cũng như là con vũ đạo của con trên sân khấu kết hợp cùng với bài taxi nữa thì nó quá là hoàn hảo. Cô chúc mừng con. Con cảm ơn cô ạ. Dennis Bảo Duy đúng không con? Vâng ạ. Cô thì gặp con lần đầu tiên là ở show thời trang. Vâng ạ. Và hôm đó thì Bảo Duy có vào vòng nguy hiểm bởi vì là Bảo Duy sử dụng quá là nhiều những động tác của hip hop vào phần tạo dáng của mình. Nhưng mà ngày hôm nay cô thấy là với phần trình diễn ngày hôm nay thì những cái vũ đạo hip hop của con là đúng tủ rồi đấy con. Vâng ạ, cảm ơn cô ạ. Cô không có chê đâu nhá. Vâng. Ngày hôm nay con cực kỳ thích, cứ về cho con. Vâng ạ. À, còn bạn Thái. Ok, Phú Thái, mệt không con? Dạ, con bình thường ạ. À, cô thấy là con sử dụng rất là nhiều năng lượng trong cái phần trình diễn ngày hôm nay. Cái năng lượng của con thể hiện rất là tốt, đúng chỗ. Có nghĩa là lên sân khấu là phải cháy hết mình. Còn xong rồi là mình có thể mệt một chút xíu, không sao đúng không? Vâng ạ. À, nhưng mà rất là mạnh nhé.
Cô cực kỳ thích cái năng lượng của con. Cái ngày mà con chuyển diễn thời trang, cô thấy là con cũng rất là dứt khoát, rất là bản lĩnh của một người đàn ông đúng không? Và ngày hôm nay là con thể hiện trong cái bài này cực kỳ là phù hợp. Cô rất là thích phần trình diễn của tất cả các con. Trong sân chơi này các con không có cần phải ganh đua với bất kỳ ai hết, mà là tự bản thân mình sẽ tự ganh đua với chính mình ngày hôm qua. Tự mình phải cố gắng với chính mình. Và hôm nay tiết mục của các con là một cái tiết mục thể hiện tinh thần đoàn kết, teamwork rất là tốt. Các con hỗ trợ cho nhau, ai cũng biết được vai trò của mình. Mỗi một câu hát, một phân đoạn các con đều chia nhau những cái vai trò đó, đảm nhận rất tốt. Và những cái đoạn nhảy chung thì các con lại thể hiện được cái sự gắn kết bằng những cái động tác rất là khớp với nhau. Đó là một cái tiết mục rất là tuyệt vời về tinh thần của Super Idol Kids. Chúc mừng các con. Với bạn Jenny Bảo Vy thì cô nghĩ là ở phần đầu có khi là tại vì con mới ra, con còn hơi khớp một xíu, cho nên là cô thấy con mạnh nhất là ở phần thần thái khi con trình diễn phần nhảy. Cho nên đó là lần sau nếu mình có được cơ hội trình diễn lại, con cứ thoải mái như lúc con nhảy vậy, lúc nào con cũng thần thái thì con rất là hút trên sân khấu nha. Vâng ạ. Rồi đến bạn Javis Bảo Duy. Thì lúc nãy cô Thùy cũng đã kể về cái lần gặp mặt trước của con, thì đúng là ngày hôm nay những cái động tác của con và những cái lời rap và những cái khuôn mặt của con trình diễn nó rất là cool và nó rất là đặc trưng của một người chơi hip hop.